Ồ, chưa một con nữa. đâu. Ồ, quá đã. Đã. Vợ chồng Toán miền Tây xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì hai vợ chồng em cũng tranh thủ ra vuông để thu hoạch cua tôm cả nhà ơi. Ngày mới vợ chồng em xin mến chúc cô chú, anh chị mình được nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn đong đầy yêu thương cả nhà nhé. Em chào cô chú, anh chị đi em. Em chào cô chú và anh chị nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem cùng theo dõi. Hôm nay hai vợ chồng em ra vuông thu hoạch cua tôm được nhiều không nha. Cái này nghe em gu vậy em? Em gu không hả anh? Ồ. Ô cái gì dữ vậy? Ồ cá anh ơi. Hả? Cá. Ồ mê quá. Cá này thấy mê nè. Cá rồi tôm nữa. Ồ cái lú này ồ, cá. Ồ cái lú này mà em được bấy nhiêu cá nè. Mê chưa? Mê chưa? Em múc miếng nước vô trong cái thao trước đi. Có tôm nữa này chứ phải cá không đâu anh. Ồ bữa nay cá thì vô hai chồng mình có được món ăn nữa anh ơi. Con nào nấy bự bự không nè. Ồ con nào nấy thấy ham mê luôn. Cá này chút về hai trái giác nấu canh chua. Tới canh luôn. Chua nữa, canh chua nữa. Ồ dính cá phi một con cỡ này cỡ này nè cả nhà. Hàng cá phi hết biết rồi luôn. Biết mấy hàng cá phi rồi. Oh. Em có cái miếng đậy đó, em đậy lên. Rồi, em bỏ vô cái. Một con tôm. Tính ra cái này cũng đậy lại luôn. Này có cả ký mấy cá rồi em? Cái miếng cái ký cả mấy cá rồi con bự bự không nó có ký à. Mê thiệt chứ. Nhìn cá này hết biết là ngon. Cá này nè nấu thôi con chua rồi múc ra ngồi dòm không chứ không ăn. Ngồi dòm không nè. Nó bự quá ngồi dòm. Sáng không chuẩn. Mưa sớm. Dỡ mà được hai ba cái đi gì nó hay luôn. Cá là đầy thau rồi. Sao là em bưng em đi bán luôn đấy anh. Đừng đi bán. Ăn luôn đó. Rồi tiếp theo. Anh dời xuống dưới hết trơn rồi, em bơi tốt đẳng. Coi cái gạo của em coi sao đây, thế nào đây. Này lên đồ cái mát tay kìa em. Chết quá. Em dời đại lên chản đi, dời tuốt lên cạn luôn. Tuốt lên cạn vừa nửa cái lời gì đó em. Ừ, đặt đại gì đi. Ừ. Mình đang lấy nước vô mà. Cái đầu tiên mà quốc khe là thấy buồn trong bụng rồi đó anh. Chưa còn dai mém. Mà cái đầu tiên nó dính mình mừng. Bữa nay thấy trước mắt là vớt vát được cá rồi đó. Vớt vát cái nồi cá rồi đó. Ồ, cá nữa hả? Ơi con cua em ơi. À, hai em cua. Hai em luôn hả? Hai em. Khoan, từ từ giãn ra nha. Từ từ giãn ra. Hai em dầm mưa em đi, không sai lầm. Không sai lầm phải không? Sai lầm. Em chế vớt em coi cái hôm dưới còn không? Đó. Giãn ra, giãn ra, giãn ra. Ừ nắm dài ra, căng dài ra. Em được một con cá với hai con cua. Ôi, hai con này bự nè. Con cua gạch mới đây nó lên tới đây cho ta. Đâu phải. Em thả vô vỏ cho đàng hoàng đi. Ê, từ 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 từ. Từ từ đừng đừng vũ lại, để con kia nó kẹt trên này để riêng đi. Ừ. Bắt con cá trước. Em để ngăn hai con nó riêng biệt với nhau đi.
nhân để hai con nó riêng biệt ra, đừng để nó kẹp nhau uống lắm. Để về để anh kiểm coi nó gạch không. Gạch nữa thì hai chồng mình bữa nay là gạo không. Bữa nay là gạo không rồi đó. Ồ, cắp đi. Cho con. Cho nó ra đây quá. Từ từ thả ra từng con thôi. Thả ra từng con. Con nào nó ra trước rồi. Ừ. Ủa. Sao em không bắt con cá phi trước, em để diện hồi nó kẹp nó ngã cả. Ê, cua nó kia nó bò nấy em ơi. Quá xá thằng cua luôn. Lấy tay em đẩy xuống cái một à. Nó làm đâu kịp em đó. Kẹp nó ngon quá. Quá xá mừng rồi. Em chờ em bắt con cá em bỏ vô giùm anh. Để em cột con vô. Chờ em bắt á. Ừ. Quá ngon. Cua nó. Không có tôm nhưng nó có hai con cua là cũng mừng. Cũng vớt vát được ha. Vớt vát được rồi đó. Tìm hai con cua. Hàng khủng nữa chứ. Cua đó bán mới có tiền đó. Cua này mà về kiếm mà nó cua gạch luôn cái tới. Hai chồng bữa nay là cua gạch cái nó là ấm gần luôn. Ấm thiệt đó nha, tương lai con này cũng gạch lắm á nha. Ờ, em thấy con đó nó thấy cái màu đó giống cũng như là có gạch rồi đó. Hử? Con đó em thấy cái màu đó là gạch gạch xiền luôn á. Ê, cho anh nằm ở đây. Đấy đi bác Tài, để anh che nó lại bớt. Ồ, một con nữa. Ồ, quá đã. Đã. Ơi, cô cái nữa kìa. Được một con nữa, cái nhà ơi. Không biết con này gạch không nữa. Con này gạch nữa thì mình dày ạ. À. Giờ nó ăn hết mọi luôn. Rồi, em thả vô đi. Em thả vô bên nó bò xuống ịnh. Em đẩy nó xuống. Hình ghê không? Hình gạch ghê trong. Ba em rồi đó. Ba em mà được hai em gạch rồi đó. Em đặt lên trên cạn mé trước em ạ. Hoặc đặt cặp mé đó cũng được nè. Đặt sát lên cạn luôn. Đặt cặp mé đó cũng được, sát lên cạn. Cho nó lòi cái lờ lên cũng được nè. Ừ, đại gì đi. Bữa nay trúng cá rồi cả nhà ơi. Trúng mánh là cá phi nha. Cái vỏ thì được 3 con cua rồi. Cái lú mấy thì nó không có tôm luôn hả em? Không anh. Xem gu rồi đây. Cá nữa. Ồ, cá nữa rồi kìa. Cá nữa anh ơi. Ê, con tôm. Em vũ con tôm vô luôn. Giang ngược rồi lại. Vũ người ra luôn đi. Nhổ đài lên. Con khủng nữa chứ bộ à. Đâu, em quay cái đực qua đây. Ấy, anh thấy chưa? Em quay bên đây anh mới thấy, quay gì đây anh đâu thấy. Ấy. Ồ, cái này cũng bộn này đi cả nhà ơi. Quay lia chia trơn rồi chứ bộ à anh.
tôm với cá. Rồi em bắt vô đi. Tôm này nó hơi nhỏ, em thả trước đây. Tiễn đấy, con nào nhỏ em thả lại. Bắt hai con cá nhỏ em để ngoài ăn chút móc mồi lờ luôn nha. Rồi bón tôm vô trước đi. Ôi con tôm này, con tôm này cỡ này nè anh ơi. Đấy, đấy liền. Em để ngoài sau cái thao đi. Đó, hàng cá đó mình để ngoài sau thao đi. Để chút mình móc mồi lờ. Hàng cá đó là em tới chiều là em hai cua gạch đó anh. Hàng cá này tới chiều là hai cua gạch nữa. Anh ngồi anh canh hai cua gạch của anh nè. Về nhà kiểm hai con này mà nó gạch son luôn cái nữa thì ngon lành. Thấy cái màu cua đó là nghi vậy hả? Nghi rồi. Anh đưa cái lưng nó lên kìa. Ừ, nó búng nó đưa lên nè. Em đẩy nó xuống đi. Đẩy nó. Rồi nó xuống đi. Rồi em bê tới đi. Y nhất hay là cua gạch nữa đây? Y nhất. Ồ, không y nhất mà. Em thấy tuốt lên cạn luôn. Tuốt lên trên cạn. Ừ. Bầu trời bữa nay chắc không nắng nổi rồi em ơi. Mưa từ sáng tới cái này. Bây giờ này vẫn chưa tạnh nữa nè. Dầm mưa đi thăm luôn, gặp cua luôn hả? Dầm mưa đi luôn, họ vô mình mẩy em đầu cổ em như chuột lột luôn cho anh coi nè. Cái này dính không nặng dữ vậy anh? Rồi, không dính em quăng tuốt lên chẳng luôn. Bữa nay thăm gặp cua sao im lìm quá đây. Thăm gặp cua kỳ à, đây. Đường còn dài anh ơi. Đường còn dài hả? Lấy cái này dính trên coi nè. Thăm gặp nó dính đâu cho có tinh thần đầu lên đây. Cho nó mạnh mẽ đầu lên hả? Ừ. Ồ, không dính. Ồ, con cua con. Giờ tuốt con chanh luôn em. Rồi, cỡ đó được rồi. Mở gọn đi lên, nó ăn được có chút cái bụng. Cua con nó mới vô. Tôm hay gì? Em nghe sao im liền quá, vô thì nó nằm nó im ghê. Giác này nó thịt heo thịt trâu rồi đó. Gào cái lò nó biết ăn xa mà còn nghe. Em nhổ cái đục lên. Còn nè. Còn con mà nhỏ. Nhỏ bắt ra luôn, em thả luôn đi.
Trời mưa mà hai chồng em dầm mưa đi lấy cái dù che cam đi cả nhà. Chưa được có cái dụng cụ để đi trong lúc trời mưa nhỏ này. Em thả luôn cả nhà. Nào sắm được cái dụng cụ quay lúc trời mưa nữa mới khỏe em. Này đi, đi còn mắc cha dù mà. Để anh lên tiền YouTube nữa. Anh sắm dụng cụ. Tích cực quá hả? Cực quá cho anh quá anh ơi. Nãy giờ gặp cua mình như chưa dính cái nào ha, con nào em? Chưa anh. Nhẹ tay nữa anh ơi. Ồ, dục tuốt cho anh luôn đi. Tuốt lên, ừ. Quăng lên cạn nè. Toàn là chết quá không. Tới cái lú này mới im nè em. Lú này dính cua nó cho anh coi nè. Lú này nó hay chạy cua lắm. Kiếm con cua gạch nè. Cua gạch mà phải bự nghe. Cái chừng gạch cái chừng 400 gram là thấy tiền không này. Cái đó nè, lũ đó nó đứt cái hòm đó. Có tôm cua gì cá gì nó dồn là đắng hết. Này rút cuộc con gạch mấy trăm gram rồi em. Ôi, đựng cá hả? Con cá phi anh. Để cũng có món ăn. Không có tôm chứ mình vẫn chẳng có cá. Đó, cầm đại được rồi. Giờ hôm nay em thăm cái dàn lú tới đây thì nói đúng ra thì nó vẫn chưa xong nhưng mà mưa quá cả nhà ơi. Đang chỉ mưa quá xá nha. Em quay cho cả nhà mình xem cái kết quả nha. Kết quả thì hôm nay được có mấy con tôm, hầu như là cá không, với cua. Cua mà con này nó bị nhả càng này. Đây mấy con nó trốn bên bè nữa nha. Giờ hôm nay video mà xin tạm dừng ở đây. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha. Bên này thất thủ rồi cả nhà ơi.